Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 239. Ánh mắt anh sáng lên, đây là nơi nào? Khương Lâm nói, đây là mảnh vỡ kỷ nguyên lớn hơn, nhưng đừng lo lắng, mảnh vỡ đã được cải tạo, sẽ không áp chế tu vi của huynh. Ngô Bình gật đầu, hai người đáp xuống một đỉnh núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều đạo cung được xây dựng, nối tiếp nhau, có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ra vào. Hai người đáp xuống trước một đạo cung lát gạch trắng ngói đỏ, lập tức có vài tu sĩ bước ra chào đón. Đây là Lý Đan Sư à? Một người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi. Khương Lâm vội vàng nói, phụ thân, đây đúng là Lý Đan Sư. Lý Đan Sư muốn tới chỗ của chúng ta để nghiên cứu đan phương. Tu sĩ trung niên gật đầu, bần đạo là trưởng môn của Ngọc Hư Cung, Khương Tập, hoan nghênh Lý Đan Sư. Ngô Bình khẽ gật đầu, anh cảm thấy hơi thở của người đàn ông trung niên này rất mạnh mẽ. Nhưng lại không thể phân biệt được ông ta là tu sĩ ở cảnh giới nào. Mời Ngô Bình vào đại điện, Ngô Bình đi thẳng vào vấn đề nói, ta cần sự giúp đỡ của một cường giả kỷ nguyên. Khương Tập cười và nói, thành thật mà nói, ta đang tìm kiếm một hóa thân có thể hợp tác với nghiên cứu của Lý Đan Sư. Ngô Bình, Khương Cung Chủ là tu sĩ của kỷ nguyên trước sao? Khương Tập mỉm cười và nói, có thể nói như vậy, có nhiều cách để vượt qua kỷ nguyên. Cách khó nhất là tự dựa vào bản thân vượt qua kiếp nạn lớn của kỷ nguyên, giữ lại một chút chân linh để tái sinh ở kỷ nguyên mới. Những đại năng của nhân tộc có thể dùng cách này thì số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn có một cách khác chính là tạo ra một mảnh vỡ kỷ nguyên, đó cũng là nơi tọa lạc của thiên đạo môn chúng ta. Bên trong mảnh vỡ kỷ nguyên có kết hợp với trận pháp mạnh mẽ, có thể tránh kiếp nạn lớn của kỷ nguyên, cho phép người bên trong an toàn chuyển sang kỷ nguyên mới. Nhưng ở đây cũng có một vấn đề rất lớn. Đó là cường giả không thể rời khỏi mảnh vỡ kỷ nguyên, một khi đi ra ngoài sẽ bị thiên đạo trấn áp, hoặc thậm chí là bị thiên đạo giết chết. Ngô Bình, cho nên, Khương Cung Chủ chưa từng rời khỏi nơi này. Khương Tập gật đầu, cho nên ta cần một hóa thân để có thể đi lại bên ngoài. Ngô Bình suy nghĩ một chút, hỏi, còn có bao nhiêu thế lực giống như thiên đạo môn? Khương Tập, nhân tộc có ba nơi, ngoài thiên đạo môn, còn có thiên Phật tự và thánh môn. Nói chuyện một lúc. Ngô Bình có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các cao thủ ở đây nếu muốn rời khỏi đây thì nhất định phải có hóa thân của riêng mình, hóa thân không hoàn hảo và có yêu cầu về khả năng tương thích. Khương Tập hy vọng rằng anh có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể cải thiện khả năng tương thích giữa thần hồn và thai nhi. Anh hỏi, thai nhi ở đâu? Xin hãy đi theo ta. Khương Tập mời Ngô Bình vào điện phía sau và mở một cánh cửa, bên trong cánh cửa là những bình ngọc lớn trong suốt, mỗi bình chứa đều có một bào thai đang lớn. Ngô Bình nhướng mày, đây đều là những bào thai ở bên ngoài sao? Khương Tập mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta đã thu thập một số trứng thụ tinh chất lượng cao từ bên ngoài và nuôi dưỡng chúng ở đây. Việc tìm kiếm hóa thân là một quá trình lâu dài và những người liên quan không thể biết bào thai nào. Phù hợp hơn, Ngô Bình, Khương Cung Chủ muốn ký sinh thần hồn ở đâu? Khương Tập khẽ nhắm mắt lại, sau đó một luồng khói nhẹ từ lỗ mũi bay ra, làn khói ngưng tụ thành hình một người đàn ông. Ngô Bình đưa tay nắm lấy làn khói. Cẩn thận quan sát một lát rồi nói, các ngươi có thể đi ra ngoài được rồi. Hai cha con gật đầu cúi chào rời đi. Ra khỏi cửa, Khương Lâm hỏi, phụ thân, hắn có thể thành công sao? Khương Tập, người cũng đã đến rồi, cứ thử xem đi, cho dù không thành công cũng không sao. Khương Lâm, hắn hẳn là có cơ hội, nhưng một khi thành công thì nhất định phải phong tỏa tin tức. Trong mắt Khương Tập lóe lên một tia lạnh lùng, ông ta nói, đương nhiên. Lúc này Ngô Bình cũng không có nghiên cứu độ phù hợp. Bởi vì vừa rồi anh đã phát hiện những bào thai này thực ra là được moi trực tiếp ra từ cơ thể của phụ nữ mang thai. Là một người học y, anh vẫn có thể nhận ra điểm này. Tên Khương Tập này làm việc bất chấp thủ đoạn, nếu mình thật sự luyện chế ra đan dược mà ông ta muốn, nhất định sẽ bị ông ta bịt miệng. Đột nhiên, A Bạch lên tiếng. Công tử, hiện tại Khương Tập đã trở thành uy hiếp của thiên đạo, nhiệm vụ tiếp theo của ngài là giết chết cha con Khương Tập và Khương Lâm. Ngô Bình nheo mắt, A Bạch. Ngươi đang đùa đó à? Chưa nói tới việc ta có thể đánh bại được ông ta hay không, cho dù ta thật sự giết chết Khương Tập thì thiên đạo môn cũng sẽ không buông tha cho ta đúng không? A Bạch, trong bảo tàng của thiên đế có một loại thuốc độc tên là thiên ma tán, vô hình, không màu không vị, sau khi dùng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ngô Bình suy nghĩ một chút nói, vậy thử xem sao. Anh lấy ra một chiếc lọ màu đen và đổ thuốc độc bên trong lên hai viên đan dược. Đan dược này chính xác là thứ mà anh đã phát triển sau khi luyện chế Triều Thiên Đan, nó có tác dụng phi thường. Khi đan dược phục hồi, anh đặt nó vào trong lọ, sau đó đợi 15 phút mới đi ra ngoài. Khi anh bước ra,
Khương Tập vội vàng chào đón và cười hỏi, Lý Đan Sư có thu hoạch gì không? Ngô Bình gật đầu, ta có một chút suy nghĩ, ở chỗ ta có một viên triều thiên đan, mời Khương cung chủ dùng. Nhờ vào viên đan dược này, ta có thể biết được loại bào thai nào thích hợp với Khương cung chủ. Sau đó, ta sẽ có thể thay đổi thể chất của bào thai, khiến nó càng phù hợp với thần hồn của Khương cung chủ hơn. Hai mắt Khương Tập sáng lên, ông ta cầm lấy đan dược nhìn xem, với ánh mắt của ông ta, vừa nhìn là đã biết loại đan dược này rất không tầm thường, ông ta nói, đan dược này không hề tầm thường, ta không thể lấy được. Nói xong ông ta lấy ra một quả thiên đạo thần quả đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình không khách sáo, cười nói, mời dùng đan dược trước đi. Khương Tập nuốt viên đan dược vào, một luồng khí bí ẩn đột nhiên trào dâng trong cơ thể ông ta, là một cường giả tề thiên cảnh hậu kỳ, ông ta đã lâu không có cảm giác như vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, nói, đúng là một loại đan dược kỳ diệu, nếu Khương Lâm dùng nó, tu vi của nó nhất định sẽ tăng vọt. Ngô Bình cười ha ha, vừa hay, ta còn một viên, đưa cho Khương huynh dùng. Hai mắt Khương Lâm sáng lên, Lý huynh, thật sự đưa cho ta sao? Ngô Bình đưa cho hắn ta một viên đan dược, nói, Khương huynh, về sau chúng ta sẽ thường xuyên hợp tác, huynh không cần khách sáo. Khương Lâm cũng lập tức nuốt viên đan dược vào. Đúng như dự đoán, một luồng hơi thở mạnh mẽ phóng ra, hắn ta mơ hồ cảm thấy sắp đột phá. Ngô Bình đột nhiên nói, Khương huynh, ta đi ra ngoài tìm một ít dược liệu, về sau từ từ thử xem. Khương Lâm, Ngô huynh muốn dược liệu gì, thiên đạo môn đều có. Ngô Bình, thật sao? Ta có thể vào chọn dược liệu được không? Khương Lâm do dự một chút, Khương Tập cười nói, đương nhiên là được, Lâm Nhi, con mang theo Lý Đan Sư đi đi. Ngô Bình được mời đến một kho đan dược, nơi chứa một lượng lớn dược liệu. Khi nhìn thấy những dược liệu quý hiếm có chất lượng tốt mà mình không có, anh đã lập tức bỏ vào túi. Nhìn thấy Ngô Bình không ngừng lấy đi hàng ngàn cây dược liệu, Khương Lâm cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền nói, Lý Huynh, Huynh cần dùng nhiều dược liệu như vậy sao? Ngô Bình vừa tiếp tục lấy dược liệu vừa nói, đương nhiên là cần dùng rồi, sau này ta ít nhất phải thử nghiệm mấy trăm lần, thí nghiệm nào mà không tiêu hao dược liệu. Khương Lâm chỉ có thể cắn răng nói, lời của Lý Huynh nói rất đúng. Sau khi chọn được hơn 3.000 cây dược liệu, Ngô Bình mới hài lòng nói, còn thiếu một ít dược liệu, ta sẽ quay về lấy. Khương Lâm không suy nghĩ nhiều, nói, được rồi, vậy làm phiền Lý Huynh, để A đưa Lý Huynh về. Chẳng bao lâu, Ngô Bình đã quay trở lại. Anh không nói một lời, leo lên độn quang rời đi. Trở lại viện luyện đan, anh hỏi A Bạch, khi nào thiên ma tán sẽ có hiệu lực? Trong vòng 7 ngày, A Bạch nói, sau khi có hiệu lực sẽ không để lại dấu vết, sẽ không có ai nghi ngờ công tử. Ngô Bình gật đầu nói, đan dược tăng độ phù hợp này hẳn là có thể luyện chế, nhưng quá trình này sẽ rất phiền toái. A Bạch, công tử, ngài không được luyện chế loại đan dược này. Ngô Bình giật mình, tại sao? A Bạch. Trên thế giới nếu có loại đan dược như vậy, những người có thực lực mạnh mẽ kia có thể dễ dàng tiến vào kỷ nguyên này, phá hủy cân bằng, bóp chết sự phát triển của thiên tài trong kỷ nguyên này. Ngô Bình cười nói, hơn nữa, nếu người khác biết ta có thể luyện chế ra loại đan dược này, nhất định sẽ khống chế ta sẽ phải gia nhập bọn họ, hoặc là trở thành một con rối. Không lâu sau khi anh trở lại, có rất nhiều người muốn mua chí tôn đan, Ngô Bình cảm thấy hơi phiền phức, sau khi suy nghĩ, anh quyết định nâng cấp nghịch thiên cải mệnh đan. Sau đó đổi tên thành Thiên Mệnh Đan. Chẳng bao lâu sau, anh đã luyện được một lò, hiệu quả khá tốt, đến lò thứ ba thì đã luyện chế được Thiên Mệnh Đan cực phẩm. Vào buổi trưa, Lạc Ngưng Đan đã tổ chức một buổi đấu giá, tuyên bố rằng nó có 30% tác dụng của Chí Tôn Đan. Dù vậy, ở nơi bán đấu giá vẫn cực kỳ náo nhiệt. Ngoại trừ Thiên Mệnh Đan, Ngô Bình còn bán đấu giá một viên Hoang Thần Đan, một viên Hỗn Độn Luyện Hình Đan và 10 viên Thiên Kiêu Đan. Buổi đấu giá bắt đầu. Viên Thiên Mệnh Đan được bán với giá 1.350 vạn thiên đạo tệ. Giá của Hoang Thần Đan cũng cao tới 1.000 vạn thiên đạo tệ. Trong vài ngày tới, ngoài việc luyện đan, anh còn đi dạy học cho các luyện đan sư để nâng cao trình độ luyện đan của họ. Trong nháy mắt 6 ngày đã trôi qua, trong Ngọc Hư Cung của Thiên Đạo Môn, hai cha con Khương Tập và Khương Lâm cảm thấy vô cùng hài lòng trong những ngày này, vì vậy họ quyết định cùng bế quan tu luyện. Bọn họ đều cảm thấy hôm nay nhất định có thể đột phá. Tuy nhiên, ngay khi hai cha con này tưởng chừng sắp đột phá thì họ chợt phát điên. Đầu tiên là Khương Lâm bất ngờ lao về phía Khương Tập, giơ tay đánh đấm, vừa đánh vừa mắng ông ta. Khương Tập nổi cơn thịnh nộ và vung một chưởng đánh chết Khương Lâm, sau đó ông ta cười điên cuồng và phun ra máu từ 7 lỗ, thần hồn tự bốc cháy và biến thành tro bụi ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu, thiên đạo môn phái người đi điều tra, họ nhất trí tin rằng hai cha con vì nóng lòng đột phá nên đã bị tẩu hỏa nhập ma,
phát điên và cuối cùng chết đi và thần hồn bị tiêu diệt. Ngô Bình cũng biết về cái chết của hai cha con Khương Tập, chính A Bạch đã thông báo cho anh. Nhiệm vụ của công tử đã hoàn thành, A Bạch nói, trong lòng Ngô Bình rất bình tĩnh, thản nhiên nói, hai cha con này không phải người tốt, chết còn chưa hết tội. A Bạch, công tử đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, cứu vớt sự cân bằng của thiên đạo, ta cho ngài thêm một phần phước lành của thiên đạo. Vừa dứt lời, Ngô Bình cảm thấy mình được thiên đạo đối xử dịu dàng, thiên đạo quát mắng và bảo vệ anh như một người mẹ. Anh khẽ mỉm cười, thừa cơ bay lên trên không, thăng cấp lên tề thiên cảnh. Anh đã có quyền uy từ trước, việc thăng cấp lên tề thiên cảnh chỉ là việc nhỏ không hề tốn sức. Vì vậy, anh đã ăn luôn thiên đạo thần quả kia và vượt cấp bằng tất cả sức mạnh của mình. Hư không dung chuyển, thần thức của anh trong nháy mắt tỏa ra xa mấy trăm triệu dặm, trở nên liên hệ mật thiết với thiên đạo. Anh cảm thấy như vận mệnh đã an bài, có một quyền uy nào đó hiện lên, anh vô thức đưa tay ra nắm lấy nó. Trong khoảnh khắc, lại thêm một quyền uy từ trời đất xuất hiện trong cơ thể thiên anh của anh. Quyền uy này có quyền phong thần cho tất cả các linh hồn. Một ngọn núi, một dòng sông, một tòa thành, anh đều có thể dùng quyền uy này để phong thần cho một sinh linh nào đó làm thần sông, thần thành hoàng, thần núi, v.v. Quyền uy này vừa xuất hiện, tầng cấm thứ 17 trong cơ thể anh cũng chính thức hình thành. Ngay lúc Ngô Bình thăng cấp, ba cường giả tề thiên cảnh là Vô Thủy Thiên Tôn, Ngọc Hoàng và Thái Hoàng đồng thời xuất hiện để chúc mừng anh. Chúc mừng Huyền Bình, người cuối cùng cũng đột phá, sau ngày hôm nay, người sẽ là Huyền Bình đại đế của Tây Thiên Đình. Ngọc Hoàng cười lớn, rất vui mừng. Ngô Bình là đệ tử của Vô Thủy Thiên Tôn, còn là Đại Thiên Quân, chủ nhân của Viện Luyện Đan và là thành viên của Tây Thiên Đình của họ. Hiện tại anh đã trở thành cường giả tề thiên cảnh, thực lực của Tây Thiên Đình cũng tăng lên rất nhiều, đây là một chuyện tốt. Ngô Bình chào lại ba người, sau đó bốn vị thiên tôn cùng trở lại thiên đình để nói chuyện. Vô Thủy Thiên Tôn, hiện tại Huyền Bình đã thăng cấp, chúng ta cũng càng có lòng tin. Bên phía thiên đạo môn hung hãn, chúng ta nhất định phải ra tay. Ngô Bình, Sư Tôn, thiên đạo môn làm gì vậy? Vô Thủy Thiên Tôn, thiên đạo môn yêu cầu thiên đình tuyển chọn những tu sĩ tài năng nhất và gửi họ đến thiên đạo môn để tu luyện. Ngô Bình nghe vậy, lập tức hiểu được ý đồ của thiên đạo môn, anh cau mày nói, cứ như vậy, tất cả tu sĩ thiên tài trên thế giới đều sẽ trở thành người của thiên đạo môn, nếu cứ tiếp tục như vậy, ở thiên đình sẽ không còn người tài nữa. Ngọc Hoàng, chính xác, nhưng thiên đạo môn trải dài qua nhiều kỷ nguyên và họ cũng có thủ đoạn phi thường, chúng ta không thể chống lại họ. Ngô Bình, thiên đạo môn có rất nhiều cao thủ, nhưng họ không thể ra ngoài được, chỉ có thể dùng phân thân hành động. Vô Thủy Thiên Tôn, đúng vậy. Nhưng thiên đạo môn cũng đã tạo ra rất nhiều con rối mạnh mẽ, những con rối đó có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng của kỷ nguyên mới, sau đó có được sức chiến đấu của tề thiên cảnh. Trong thiên đình, chỉ có một số ít người trong chúng ta đạt tới tề thiên cảnh, vẫn không phải là đối thủ của họ. Trong lòng Ngô Bình đột nhiên nảy ra một ý, Sư Tôn, vậy hành động mà ngài nói là gì? Vô Thủy Thiên Tôn, chúng ta hãy ra tay cướp đi kho báu kỷ nguyên. Đôi mắt của Ngô Bình mở to, kho báu kỷ nguyên. Vô Thủy Thiên Tôn. Kỷ nguyên thay đổi, vô số sinh linh bị tiêu diệt, nhưng một số bảo vật không thể bị phá hủy, những bảo vật này tồn tại trong kho báu kỷ nguyên. Mấy ngày nay, chúng ta vẫn đang thu thập tình báo, hiện tại đã xác định được một số địa điểm có thể tồn tại kho báu kỷ nguyên. Cùng lúc đó, bên phía thiên đạo môn cũng đang hành động, chúng ta cần phải nhanh chóng lấy được kho báu trước đối phương. Ngọc Hoàng, thời không mà kho báu tọa lạc còn chưa mở ra, chúng ta còn có một ít thời gian chuẩn bị, trong khoảng thời gian này. Nhất định phải trấn áp Tây Thiên Đình. Ngô Bình biết Tây Thiên Đình là do hỗn độn cường giả và dị tộc tạo thành, đối lập với thiên đình của nhân tộc nên hỏi, làm sao trấn áp? Vô Thủy Thiên Tôn, vừa rồi ngươi thăng cấp đến tề thiên cảnh, ta đã phong tỏa hơi thở của ngươi để người ngoài không biết. Sau đó, ta sẽ tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng ngươi sắp thăng cấp lên tề thiên cảnh ở một nơi bí mật. Khi đó Tây Thiên Đình nhất định sẽ phái người ngăn cản ngươi thăng cấp, người được phái tới nhất định là một trong những cường giả tề thiên cảnh. Huyền Bình, người hãy nhân cơ hội giết chết người này. Ngô Bình gật đầu, được. Sau khi bốn người chuẩn bị xong, Vô Thủy Thiên Tôn đưa Ngô Bình đến một nơi bí mật trên thiên giới và bố trí một trận pháp lớn xung quanh đó. Ngọc Hoàng và Thái Hoàng thì canh giữ thiên đình. Vô Thủy Thiên Tôn đang canh gác bên ngoài trận pháp, Ngô Bình ở trong trận pháp. Xung quanh anh có nhiều tảng đá nên anh tìm một tảng đá lớn và ngồi xếp bằng. Lúc này anh liếc nhìn chiếc nhẫn tàng cơ, một thanh kiếm lơ lửng trước mặt anh. Anh đã lấy được thanh kiếm này từ một đạo quan, lúc đó, anh vẫn chưa điều khiển được thanh kiếm này. Lúc này, một tay anh cầm kiếm, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, khiến da đầu tê dại, anh dùng phương pháp học được ở đạo quan, kích hoạt sức mạnh của ẩn cấm thứ 17 để luyện hóa thanh kiếm này. Cùng với một tiếng kiếm vang lên, thanh kiếm dài đột nhiên tỏa sáng rực rỡ,
vô số sợi năng lượng màu bạc từ chuôi kiếm duỗi ra, tiến vào cơ thể Ngô Bình, kết nối với các huyệt đạo và thậm chí cả thiên anh trong khắp cơ thể anh. Ngay lập tức, anh đã cảm thấy sức mạnh của thiên anh và sức mạnh của cơ thể mình được dung hợp hoàn hảo thông qua thanh kiếm này. Tuy nhiên, thanh kiếm này dường như thiếu đi thứ gì đó, dù sao nó cũng không thuộc về kỷ nguyên này nên thiếu đi sức mạnh của thiên đạo trong kỷ nguyên này. Mắt anh sáng lên và nói, đúng là một thanh kiếm tốt. Một giây tiếp theo, Thất Tinh Long Uyên kiếm, Bạch Hổ Tiên kiếm, Nhu Thủy kiếm, Thiên Viêm kiếm trong cơ thể anh đột nhiên đồng loạt lao ra, lập tức dung nhập vào thanh kiếm này. Nhu Thủy kiếm là mẹ của tất cả các thanh kiếm, Thiên Viêm kiếm cũng nổi tiếng như vậy, cả hai thanh kiếm đều có kiếm tàng giới. Bây giờ, tất cả đều được tích hợp vào thanh kiếm này. Thanh kiếm kêu lớn một tiếng, âm thanh rung chuyển bầu trời, sau đó trên thanh kiếm xuất hiện hai chữ cổ xưa, Thần Tiêu. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên, thanh kiếm Thần Tiêu giống như có mối liên hệ huyết mạch với anh, giống như một bộ phận trong cơ thể anh. Hơn nữa, thanh kiếm này kết hợp sức mạnh của hình thức và tinh thần, sức mạnh của nó không hề tầm thường. Anh nghiên cứu kiếm Thần Tiêu, không kịp nhận ra thì trời đã chạng vạng, Vô Thủy Thiên Tôn nói, Huyền Bình, đã đến lúc bắt đầu. Ngô Bình ngay lập tức bắt chước hơi thở khi thăng cấp lên tề thiên cảnh. Khi hơi thở này phát ra, bốn bóng người từ bốn phương hướng bay tới, trong đó có hai bóng người lao thẳng về phía Vô Thủy Thiên Tôn, hai bóng người còn lại lao vào trận pháp. Vô Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, các ngươi thật to gan. Ngô Bình cũng gay gắt nói, thật dũng cảm. Một con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, gầm lên và lao thẳng về phía Ngô Bình. Lúc này, anh tựa hồ đã đạt tới thời khắc mấu chốt để thăng cấp lên tề thiên cảnh. Vào thời điểm con rồng khổng lồ đáp xuống, tay trái của Ngô Bình cầm thập đồ, tay phải cầm kiếm Thần Tiêu và đột nhiên chém một nhát. Một tia kiếm quang và một tia đao quang phóng lên trời, giết chết nó. Đồng thời, Ngô Bình dùng quyền uy suy yếu và quyền uy cướp đoạt. Con rồng khổng lồ sợ hãi nhưng đã quá muộn để trốn tránh nên chỉ có thể trực tiếp đối đầu. Làm sao hắn ta có thể ngờ được, thực lực của Ngô Bình đã là tề thiên cảnh từ lâu rồi, hơn nữa trong tay anh còn có vũ khí kỷ nguyên là thập đồ và kiếm Thần Thiên. Xâm, thanh kiếm lóe lên xẹt qua con rồng khổng lồ và cắt nó thành nhiều mảnh, đồng thời quyền uy cướp đoạt đã cướp hết sức sống và năng lượng của sinh linh hỗn độn này. Con rồng khổng lồ này là một cường giả tề thiên cảnh của tộc Thiên Long, không ngờ lại bị Ngô Bình giết chết chỉ bằng một đòn. Một cường giả tề thiên cảnh khác xông vào trận pháp vẫn đang trấn áp trận pháp nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sợ hãi. Hắn ta là một cường giả hỗn độn cảnh, là một con chim đại bàng. Nó dang rộng đôi cánh định trốn đi. Nhưng Ngô Bình đã ngay lập tức lao tới trên đỉnh đầu, vừa dùng quyền uy chân áp vừa dùng kiếm Thần Tiêu bất ngờ đâm vào nó. Một tiếng chim hót, cổ con chim khổng lồ bị cắt đứt, xác nó rơi xuống đất. Tương tự, con chim khổng lồ cũng bị anh cướp đoạt năng lượng và sức sống. Hai cường giả tê thiên cảnh ở bên ngoài cũng cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, họ quay người lại và cố gắng trốn thoát, nhưng lại bị vướng vào hàng tỷ sợi tơ vàng do Vô Thủy Thiên Tôn phóng ra, trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi chúng. Lúc này, Ngô Bình đi tới, thầy trò hai người hợp lực lại giết chết một sinh linh hỗn độn có đầu chó thân vượn ngay tại chỗ, đồng thời cũng cướp đoạt đi tất cả. Người còn lại là một cường giả của tộc Thiên Hồ, thấy mình không phải đối thủ, hắn ta lập tức quỳ xuống đất nói, hai vị thiên tôn, tha mạng. Ngô Bình nhìn hắn ta, nhớ đến Ngọc Nương, lạnh lùng nói, trừ bốn người các ngươi ra, Tây Thiên Đình còn có bao nhiêu cường giả tề thiên cảnh. Cường giả Thiên Hồ nói, còn có một người. Ngô Bình cười lạnh, người muốn chết hay muốn sống? Thiên Hồ, tiểu nhân muốn sống. Ngô Bình, muốn sống cũng được. Từ giờ trở đi, tộc Thiên Hồ của ngươi sẽ bị Thiên Đình khống chế tộc Thiên Hồ bằng lòng. Hắn ta vội vàng nói. Vô Thủy Thiên Tôn, ngươi trở về tuyên bố, Tây Thiên Đình giải tán. Vâng, ta nhất định có thể làm được. Vô Thủy Thiên Tôn không sợ hắn ta thất hứa, lập tức thả hắn ta đi. Sau khi Thiên Hồ rời đi, Vô Thủy Thiên Tôn mỉm cười và nói, Huyền Bình, dường như ngươi đang cố ý tha mạng cho hắn. Ngô Bình, ta có quen một người bạn của tộc Thiên Hồ, hắn có huyết mạch gần với bạn của ta. Vô Thủy Thiên Tôn, giữ hắn lại cũng được, sau trận chiến này, Tây Thiên Đình đã bị tiêu diệt, chỉ dựa vào huyết mạch của sinh linh hỗn độn thì không thể thành lập một Thiên Đình khác được. Lúc này Ngọc Hoàng và Thái Hoàng cũng đến, cả hai đều có chút kinh ngạc khi thấy hiện trường trận chiến đã kết thúc. Vô Thủy Thiên Tôn cười nói, quyền uy của Huyền Bình có lợi cho việc giết chóc, cũng do những người này xui xẻo. Ngọc Hoàng nhìn thoáng qua ba thi thể, cười nói, thật tuyệt vời. Huyền Bình đại đế vừa mới thăng chức như ngươi, Thiên Đình phải ăn mừng ba ngày vì ngươi. Bốn người trở về Thiên Đình, Ngô Bình được mời đến hoàng cung của mình, nơi anh đặt tên là Cung Huyền Thiên. Từ nay về sau, Cung Huyền Thiên này sẽ là nơi ở và làm việc hàng ngày của anh. Đến cung điện không lâu, anh đã mời bốn cô gái là Nguyệt Thanh Ảnh, Giang Sơ Nhan,
Hà Tử Trần và Lý Thuần Như cùng nhau đến sống trong cung Huyền Thiên. Anh không thích quản lý công vụ nên bốn cô gái ở đây cũng có thể giúp anh giải quyết những việc vặt vãnh đó. Khi bốn cô gái nhận được tin tức, tất nhiên rất vui mừng nên họ đã nhanh chóng mang theo người hầu và đồ đạc của mình chạy đến cung Huyền Thiên. Cung Huyền Thiên rất rộng lớn, có thể chứa mấy vạn người mà không hề chen chúc, mặc dù bốn cô gái mang đến khá nhiều người hầu nhưng vẫn khá vắng vẻ. Nhưng sau đó, có rất nhiều khách tới cung Huyền Thiên. Huyền Bình Đại Đế mới nhậm chức, trở thành một trong tam đại thiên đế, đương nhiên có rất nhiều người muốn đến thăm hỏi, nịnh nọt anh. Có vô số tông môn, bộ tộc, thế gia, v.v. Trừ khi khách đến là nhân vật quan trọng, nếu không thì Ngô Bình sẽ không xuất hiện, để đám người Giang Sơ Nhan tiếp đãi. Sau khi kết hôn được một thời gian, bốn cô con gái đều mang thai nên Ngô Bình đã luyện chế một số đan dược cho họ dùng. Không lâu sau những ngày nghỉ ngơi, Ngọc Hoàng sai người mời anh đến chính điện để bàn chuyện. Khi đến nơi, anh thấy cả Thái Hoàng và Nguyên Thủy đều ở đó. Huyền Bình, việc này khá cấp bách, Chân Ma Tông xuất hiện một vị cường giả Tề Thiên, chúng ta suy đoán người này chính là hóa thân của cường giả Kỷ Nguyên. Hóa thân à, Ngô Bình nghĩ đến cha con Khương Lâm, hỏi, người này đã làm gì? Vô Thủy Thiên Tôn, giết một thiên tướng và hàng ngàn thiên binh, đe dọa tiến vào thiên đình. Chân Ma Tông này có lai lịch như thế nào? Vô Thủy Thiên Tôn, ở Kỷ Nguyên trước Chân Ma Tông có sức ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, Chân Ma Tông tu luyện theo ma đạo, để tu luyện họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngô Bình, nếu đó là hóa thân của cao thủ thuộc tông môn của Kỷ Nguyên trước, sao lại hành động cao ngạo như vậy? Ngọc Hoàng, sự việc còn chưa rõ ràng, nhưng nếu đối phương đã giết người của thiên đình, chúng ta nhất định phải đáp trả. Lúc này, giọng nói của A Bạch lại vang lên. Công tử, nhiệm vụ thứ ba đã tới, diệt ma tử. Ngô Bình, ma tử, hắn có tu vi như thế nào? A Bạch, Tề Thiên cảnh cấp 3. Ngô Bình lập tức nói, chuyện của Chân Ma Tông cứ giao cho ta xử lý. Hai vị thiên đế gật đầu, nói nếu cần hợp tác thì họ sẽ kịp thời ra tay. Ngô Bình ngay lập tức đi đến khu vực của Chân Ma Tông, đó là một khu vực vùng núi có rất nhiều núi lửa đang hoạt động, một số vẫn đang phun khói đen và dung nham. Bầu trời xung quanh tối tăm và cho núi lửa liên tục rơi xuống từ trên trời. Vì có quá nhiều cho núi lửa nên mặt đất có màu xám đen. Ngô Bình ẩn nấp hơi thở và đáp xuống một thành trấn tĩnh lặng. Mọi nhà trong thành trấn này đều đóng kín cửa, đường phố phủ đầy cho bụi núi lửa cao hơn nửa mét, khi gió thổi, cho bụi che phủ bầu trời. Ngô Bình dẫm lên cho núi lửa, nhưng cũng không để lại dấu chân. Lúc này, bốn người đàn ông từ phía sau bay tới, họ đều mặc quần áo màu đen, trên cổ tay áo có thêu hình đầu lâu màu đỏ. Nhìn thấy Ngô Bình đi bộ một mình trên đường, bốn người này lập tức bay tới trước mặt anh, ngăn cản anh lại, một tu sĩ đầu chọc hỏi, sao ngươi lại đi một mình trên đường? Ngô Bình, ta đi ngang qua đây. Người đàn ông nhìn Ngô Bình, cười lạnh nói, ta thấy ngươi cũng có tu vi, vừa hay, đi theo chúng ta đi. Ngô Bình hỏi, đi đâu? Người đàn ông này cười lạnh, đừng hỏi, cứ đi theo là được. Vừa nói hắn ta vừa đưa tay ra tóm lấy Ngô Bình. Ngô Bình để hắn ta tóm lấy, sau đó mấy người bay lên không trung, bay về phía một dãy núi nối liền nhau. Sau khi bay hàng trăm dặm, họ đáp xuống một miệng núi lửa. Mặc dù ngọn núi lửa này không còn phun trào nữa nhưng dung nham bên trong vẫn có màu đỏ, cồn cuộn không ngừng và bốc lên những làn khói nhẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 239.